Xin chào 500 anh chị em yêu quý của Đồng Hồ Giới Watt nha. Và hôm nay Đồng Hồ Giới Watt chúng tôi review giới thiệu với anh chị em là 4 mẫu đồng hồ thương hiệu Sanzai phiên bản là dây da màu đen đang có mặt tại hệ thống Đồng Hồ Giới Watt chúng tôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi, như anh em cũng biết rồi, đồng hồ Sanzai là một thương hiệu của Thụy Sĩ được sản xuất tại nước thứ ba, có giá thành là trên dưới 2 triệu thôi. Anh em xem hết video này, xem ưng được mẫu nào thì hãy ủng hộ cho hệ thống Đồng Hồ Giới Watt chúng tôi anh em nhé. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên. Trước mắt anh em thì đây cũng là một mẫu đồng hồ, tôi có nhiều video giới thiệu về mẫu đồng hồ này rồi. Thì đây là một mẫu đồng hồ bán khá là chạy tại thị trường Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới luôn. Thì đây là một mẫu đồng hồ có mã là 2193PA đó. Thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế này, viền benzen đính những viên đá cực kỳ đẹp luôn anh em ạ, cực kỳ sáng, mắt ánh đèn ánh điện này lấp lánh luôn. Vâng, mặt số được điểm những viên đá và kết hợp với mặt số rất là nổi bật ở đây. Vâng, ngoài ra thì kim lá liễu rất là đẹp đây, có điểm dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh chị em. Lịch ngày ở tốc số 6 giờ, phần núm cũng rất là đẹp. Size mặt của em này là 32 anh em nhé, đây 32 này. Đấy, độ dày của em nó nào, độ dày của em nó là có 7mm, rất là mỏng luôn. Và xe mặt 32, gần như chị em thì ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Thì mẫu đồng hồ này là phiên bản này, dây da đây, dây da màu đen này. Cửa hàng thì chúng tôi thì có rất nhiều màu khác nhau, thoải mái chị em lựa chọn. Anh em không thích màu đen thì có màu nâu, không có màu nâu thì có màu xanh màu đỏ, các thứ có hết nhé anh em nhé. Rồi, thì đây là phần khóa của em nó đây. Đấy, phần khóa này, đấy logo sắc nét của Sanzai đây. Mẫu đồng hồ này thì tôi đánh giá rất là ok luôn, rất là đẹp. Giá của em nó là 2.790.000. Vâng, anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 20% anh em nhé. Đây, mã của em nó là 2193PA đây. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Thì đây, trước mắt anh em đây là một mẫu cũng rất là yêu này, được thiết kế cũng khá là lạ luôn. Cái phần gối dây này rất là dài, tạo cái điểm nhấn rất là ôm tay cho chị em luôn. Nó rất là ôm tay luôn ở cái mẫu đồng hồ này. Rồi, tôi tháo cái cống này ra. Thì mã của mẫu đồng hồ này đây. Vâng, mã đồng hồ này là 9969SA anh em nhé. Thì ở thiết kế của mẫu đồng hồ này có một cái điểm cũng rất là đặc biệt luôn. Thì anh em cũng có thể nhìn qua cũng thấy rồi đây này. Thì trên cái mặt dial này có một cái đường kẻ dọc theo cái đường dây này, tạo cái điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này có cái gì đó nó cũng rất là tinh tế và cũng rất là lạ mắt. Đấy. Ngoài ra thì mặt dial này được đánh xước này, đánh xước dọc cũng rất là đẹp này. Đấy, cọc số là những cái chấm bi rất là yêu luôn, kim bút chì rất là yêu luôn. Rồi, tôi đo size mặt của em nó cho anh em xem nhá. Rồi, size mặt của em nó nào. Size mặt của em nó là 27.9, gọi là 28 đi, rất là hợp lý này. Độ dày của em nó có 7.2, cũng rất hợp lý luôn anh em ạ. Rất là hợp lý luôn. Vâng, mẫu đồng hồ này thì dành cho anh em là học sinh, sinh viên, công nhân, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này, nó rất là dễ đeo luôn. Chị em nào khoảng 45 cân trở lên và khoảng 65 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này cũng quá là dễ đeo luôn. Giá của em nó là có 2.290.000 thôi. Anh chị em online chúng tôi sale cho anh chị em 20% nhá. Đó, mẫu này thì cũng rất yêu rồi. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba nè. Thì đây cũng là một mẫu đồng hồ, tôi cũng có video giới thiệu về mẫu đồng hồ này rồi. Nếu anh em muốn xem những màu khác thì có thể là xem ở những video trong kênh của tôi nhé. Vâng, mã của mẫu đồng hồ này là 9901EV anh em nhé. Đó, thì thiết kế của mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất là cao luôn anh em ạ. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Và đây là một mẫu đồng hồ bán chạy số 1 tại giờ bắt chúng tôi luôn. Đấy, thì về thiết kế của mẫu đồng hồ này, phần gối dây này rất là đẹp này. Thiết kế rất là đẹp luôn, rất là tinh tế luôn. Đấy, rất là nữ tính. Một trên viền benzen được đính đá này, đối lập nhau rất là đẹp này anh em này. Rất là đẹp luôn và tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này. Ngoài ra thì phần mặt dial được kết hợp giữa đá pha lê và vạch số La Mã luôn anh em nhé. Đây, số La Mã luôn, cực kỳ đẹp. Và bộ kim lá liễu điểm dạ quang và để sáng vào ban đêm cho chị em. Ngoài ra thì ở cọc số 6 giờ là lịch ngày. Vâng, chất liệu của đồng hồ này thì bây giờ người ta làm cũng rất là ok luôn anh em ạ. Đều là thép 316L, dây da và kính sapphire, độ chịu nước là 3 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn.
Vâng, mẫu đồng hồ này thì có giá bán đây là 2.790.000, anh em online chúng tôi sale cho anh chị em 20% nhé. Đấy, về thiết kế của mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất là cao luôn, thiết kế cực kỳ đẹp. Đây, phần dây này. Vâng, hôm nay bạn là nhân viên nữ, bạn ấy nghỉ việc cho nên là tôi cũng không nhờ bạn ấy đeo thử hộ được. Đây, phần mã đây, thương hiệu Sunshine nó là của Thụy Sĩ đấy, cho nên là đây là có chữ Swiss đây anh em này, Swiss đấy. Rồi, đây là cái phần mã cốt để cho anh em có thể cào ra để check xem đây là hàng chính hãng hay là nhái hàng giả anh em nhé. Rồi, mẫu đồng hồ này có sai mặt nào để tôi đo cho anh em. Đây, sai mặt của em nó là 32. Đấy, độ dày này. Độ dày của em nó cũng 7.0, quá mỏng luôn anh em. Nếu một chiếc đồng hồ mà có độ dày khoảng 7-7mm thì quá là mỏng rồi. Vâng, đường kính 32 này thì cũng rất là phù hợp cho anh chị em nào có cổ tay trung bình. Chẳng hạn như từ khoảng tầm 50 cân đổ lên cho khoảng 70 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok luôn, rất là dễ đeo. Thì mẫu đồng hồ này tôi bán rất là nhiều rồi. Đấy, gần như là lên tay rất là đẹp, rất là dễ đeo, anh em học sinh công nhân ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư trong buổi review hôm nay, cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng. Trước mắt anh em đây là một phiên bản vàng được thiết kế là mặt chữ nhật, viền men ren được đinh đá. Đấy, ngoài ra thì ở cọc số 6 và 12 giờ cũng được điểm hai viên đá lấp lánh ở đây. Ngoài ra thì kết hợp với vạch số này. Đấy, kim mũi giáo rất là đẹp, lạ mắt. Ví dụ ba mẫu đồng hồ này là hình tròn thì anh em không thích thì có thể là mình chọn cho một mẫu đồng hồ hình vuông như thế này, cũng là một cái sự lựa chọn đúng đắn luôn. Vâng, rất là đúng đắn luôn đấy ạ. Thì chất liệu của mẫu đồng hồ này là thép 316L, mặt kính sapphire này. Thật ra mà nói thì người Việt ta là ăn chắc mặc bền, ai cũng vậy thôi, đều thích đồng hồ là phải chống được nước này, thứ hai là mặt kính không xước này đó, và dây phải là dây bền bỉ và không phai màu. Thế thì tôi nghĩ rằng đây là một thương hiệu đồng hồ vừa rẻ tiền này, vừa đáp ứng được những cái tiêu chí của anh em cần. Chẳng hạn như tôi vừa nói đó, thì là mặt kính phải là chống xước đúng không ạ, mạ phải có độ bền cao này, đấy, đá không có thể bong được này, và chế độ bảo hành lâu dài này, đấy, đi mưa rửa tay chống nước thoải mái này, và thậm chí là tắm tiết thoải mái luôn. Thì tôi nghĩ rằng thương hiệu Sunshine để đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đấy cho anh chị em, cho nên anh chị em hoàn toàn yên tâm khi sở hữu một chiếc đồng hồ Sunshine tại The Watch chúng tôi anh em nhé. Rồi, mã của mẫu đồng hồ này nào. Vâng, mã của mẫu đồng hồ này là 9952BA. Đó, giá của em nó đây là 2.390.000. Anh em mua online chúng tôi cũng sale 20% cho anh em trong dịp Tết cận kề như thế này rồi. Thì anh em hãy nhanh tay đặt cho mình một chiếc đồng hồ để đeo trong dịp Tết này anh chị em nhé. Phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc thẻ bảo hành đây anh em này. Đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế luôn. Thì mặt sau này sẽ điền các thông số kỹ thuật để bảo hành cho anh em ở đây. Thì chế độ bảo hành của đồng hồ Sunshine là đang được bảo hành 2 năm chính hãng anh em nhé. Và thay pin miễn phí trọn đời tại The Watch luôn. Ok. Vâng, kèm với sản phẩm thì bao giờ có một chiếc hộp. Đây, đây là một chiếc hộp Sunshine. Nhìn nhũ rất là sắc nét đây và có những cái hoa văn rất là đẹp. Rồi, bên trong thì có một quả bông như thế này. Đây anh em nhé. Đây một chiếc hộp đi kèm với sản phẩm. Rồi, trên 4 mẫu đồng hồ này thì anh em xem ưng được mẫu nào thì liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé. Rồi, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Watch chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Kính chúc tất cả các anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.